Ở vùng Nam Hải quân, mô hình bát nước thao trường do Hội Phụ nữ cơ sở thực hiện trong thời gian qua đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần khích lệ, động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ, nhất là các chiến sĩ mới nhập ngũ, hăng say học tập, rèn luyện trong những ngày nắng nóng như thời điểm này. Đảo Ngọc Phú Quốc những ngày mùa khô, nắng kéo dài gay gắt, khiến nền nhiệt ngoài trời luôn duy trì ở mức cao. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động huấn luyện của các đơn vị, cũng như sức khỏe của bộ đội. Đặc biệt là đối với các chiến sĩ mới, chưa được rèn luyện nhiều trong môi trường quân ngũ. Tranh thủ lúc giải lao sau giờ huấn luyện, các hội viên phụ nữ vùng Nam Hải quân đã trao tận tay cán bộ chiến sĩ những ly nước sâm, trà đường, những đĩa trái cây, đĩa bánh ngay trên thao trường. Trong thời tiết nắng nóng hiện nay cộng với cường độ huấn luyện cao độ, chúng tôi thật may mắn khi nhận được sự yêu thương quan tâm của các cô, các chị trong Hội Phụ nữ vùng Nam Hải quân. Các cô, các chị đã mang đến cho chúng tôi những bát nước dịu mát trên thao trường. Đây vừa đảm bảo sức khỏe cũng như là nguồn động lực to lớn cho chúng tôi để phấn đấu, học tập, rèn luyện để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Bát nước thao trường của chị em Hội Phụ nữ vùng Nam có rất nhiều ý nghĩa, ngoài việc góp phần giúp cho bộ đội giảm bớt được những cái căng thẳng mệt mỏi ở trên thao trường trong quá trình huấn luyện, thì đây còn là cái nguồn cổ vũ động viên rất là to lớn và mang lại cái động cơ, cái tinh thần trách nhiệm của bộ đội trong quá trình luyện tập để đáp lại những cái tình cảm yêu thương của Hội Chị Em Phụ Nữ dành cho bộ đội. Mô hình bát nước thao trường của Hội Phụ Nữ cơ sở vùng Nam Hải quân được duy trì từ nguồn quỹ vốn của hội, tổ chức một tháng một lần, không chỉ làm ấm lòng cán bộ chiến sĩ mà còn thể hiện tình cảm trách nhiệm của cán bộ hội viên phụ nữ đối với các hoạt động chung của đơn vị. Liên quan đến tình hình chiến sự tại Ukraine, hôm qua quân đội Nga đã phóng tên lửa vào thủ đô Kiev của Ukraine, cuộc tấn công quy mô lớn đầu tiên nhằm vào thành phố này trong vòng hơn một tháng trở lại đây của Moscow. Theo giới chức Kiev, máy bay ném bom Tu-95 của Nga đã phóng tên lửa từ vùng biển Caspi vào thành phố này và bắn trúng một tòa nhà sửa chữa tàu hỏa. Vụ tấn công khiến một người bị thương và hiện chưa có báo cáo về trường hợp tử vong. Trong khi đó, Moscow xác nhận nước này đã phóng tên lửa vào Kiev và phá hủy thành công các xe tăng T-72 và xe bọc thép mà một số nước Đông Âu viện trợ cho Ukraine. Đây là vụ tấn công lớn đầu tiên mà Nga triển khai nhằm vào Kiev sau hơn một tháng, trong bối cảnh Moscow đang triển khai hỏa lực ở mặt trận phía đông và phía nam. Dù vậy, Nga cũng thỉnh thoảng công kích mục tiêu ở các khu vực khác, chiến lược mà nước này sử dụng nhằm triệt phá các cơ sở hạ tầng chủ chốt của Kiev, cũng như chặn các chuyến hàng viện trợ quân sự của phương Tây.